Hưng Martin, nơi niềm tin tỏa sáng. Chào tất cả anh em, mình là Hưng Martin. Vừa rồi tôi đã dẫn anh em đi tham quan một vòng khu vực tiện ích cảnh quan của khu biệt thự The Phoenix Garden. Đứng sau lưng tôi đây là chủ ngôi nhà biệt thự của chủ nhân mà nó sắp tới tôi sẽ dẫn anh em đi tham quan ngôi biệt thự này. Thì bật mí với anh em thì chủ nhân của ngôi biệt thự là một ông chủ doanh nghiệp gỗ có tiếng trong cái hội doanh nghiệp gỗ của Việt Nam. Thì bây giờ tôi sẽ mời tất cả anh em đi tham quan ngôi biệt thự của ông chủ gỗ. Xin chào anh Nam. Chào Hưng Martin và xin chào tất cả các bạn trên kênh truyền hình của Sơn Martin. Vâng. Giới thiệu với mọi người, đây là Mr. Nam. Anh là chủ ngôi biệt thự sắp tới tôi sẽ dẫn anh em đi tham quan. Thì anh Nam có thể chia sẻ cho tất cả các quý vị khán giả được biết là cái phong cách thiết kế của ngôi nhà và cái ý tưởng mình làm ngôi nhà này như thế nào cho mọi người được biết ạ. Vâng, thế thì ngôi nhà của tôi thì cũng được khởi công từ năm 2014 và sau 3 năm thì cũng đã hoàn thiện ngôi nhà. Dùng đến nay cũng đã được 6 năm rồi. Dạ vâng. Phong cách của chúng tôi thì thứ nhất là cũng muốn làm cho ngôi nhà ở cái theo phong cách tân cổ điển. Dạ vâng. Và bên ngoài thì như các bạn biết đấy thì toàn bộ cái phần cửa và bờ rào là chúng tôi làm bằng nhôm đúc mạ vàng. Thế thì mời anh em tất cả tham quan cái khu vực cái sảnh hoa đằng trước đây của nhà mình, nên là trực tiếp anh và bà xã đã chăm sóc cái dàn hoa đúng không anh? Đúng rồi, chính cái phần hoa này là bà xã bà cũng đã đi mua về chăm sóc vun trồng. Dạ, kết hợp với đơn vị khu sinh thái. Dạ vâng, vâng, tưới tắm hàng ngày. Vâng, để cho anh em có thể thấy cái tường bao của nhà anh Nam thiết kế rất là đẹp và thoáng. Tất cả các chi tiết đều là làm bằng nhôm đúc và mình làm theo cái màu này là màu vàng đúng không anh? Vâng. Xung quanh nhà là tôi đều trồng cây kể cả bốn mặt luôn ấy. Vâng. Đây là cổng của ngôi nhà. Vâng. Đây là cổng phụ của gia đình. Đây là phần cổng phụ của ngôi nhà và nó là cái cánh cổng tự động. Vâng. Đây là nhôm đúc và điều khiển điện anh em nhé. Đây là cổng có cả tính năng chống kẹt. Đây là tầng hầm để xe. Vâng, hầm để xe gara và để đồ của gia đình. Vâng. Khuôn viên của ngôi nhà thì tôi cũng rất là thiên về cây. Đặc biệt là cây cối và hoa quả. Vâng. Quanh nhà đều phải trồng ở khắp cả nhà bốn phía luôn chứ không như nhà khác là mình chỉ trồng được một phía hoặc hai phía đó. Vâng. Cây mít này em thấy rất là sai quả này, chắc là anh chị cũng là hay chăm sóc thì cây nó mới đẹp và tốt như thế này đúng không ạ? Vâng, thực sự là cây cối nó cũng như con người. Dạ vâng. Thì chúng ta cũng cần phải chịu
chăm sóc và vun trồng với nó thì nó mới được cái kết quả của ngày hôm nay. Dạ vâng. Cái vị trí của cái căn biệt thự của nhà anh Nam thì nó rất là thoáng. Khán giả anh em có thể thấy gió rất là mát. Vì nhà của anh Nam là biệt thự này là ba mặt tiền. Nên là một trong những căn vị trí đẹp và đắc địa nhất của khu đô thị The Phoenix Garden. Mọi người có thể nhìn ở đây thì có, đặc biệt là có ba cái tảng đá nó gắn liền với ngôi nhà. Vâng. Mà cái này thì cũng không phải đơn giản, bởi vì trước kia là mình cũng đã được chủ đầu tư và ấy đã, mình cũng đã tính toán trong cái lĩnh vực này rồi. Dạ vâng vâng. Bố trí cảnh quan rất là hợp lý và khoa học. Tất cả em thấy cái hệ thống của nhà mình, cái phào đắp và cái hệ thống cửa ngoài của mình là tất cả đều là gỗ hết đúng không anh? Vâng. Tất cả đây là làm bằng gỗ quý. Dạ, đặc vâng. biệt là gỗ lim Việt Nam. Vâng. Đấy. Bởi vì ngành chính của tôi là ngành gỗ. Dạ dạ. Nên tôi đã tích cóp những cái gỗ này từ những năm 2000 cơ. À đấy ạ, vâng. Khi đó là gỗ lim của Việt và gỗ lim của Lào rất ít. Dạ dạ. Nên là làm ngành gỗ thì bắt buộc là phải dùng gỗ và vâng. dùng gỗ đặc biệt chứ vâng. không, mình cũng không phải dùng gỗ Lam Phi bây giờ. Dạ vâng. Tất cả đều là lim ta hết anh em ạ. Thì để tất cả mời anh em vào trong sẽ tham quan nội thất, xem là đồ gỗ của nhà ông chủ gỗ thì có những cái gì đẹp và những cái gì ấn tượng. Xin mời tất cả anh em vào trong nhà. Vâng. Mời tất cả anh em. Mời tất cả anh em vào tham quan nội thất của ngôi biệt thự. Ui, cánh cổng nặng quá anh em ạ. Ui à, dày quá. Ồ, xin chào bà chủ. Ôi, thật là ấn tượng anh em ạ. Tất cả trong nhà nội thất đều là gỗ hết. Trần gỗ này, cột gỗ này và ốp gỗ hết trong nhà. Anh Nam có thể chia sẻ cho tất cả mọi người biết là các cái ý nghĩa của các cái bức gỗ mà mình đắp này, mình trang trí trong nội thất được không ạ? Vâng ạ. Kính chào khán giả, thì thực sự là mình cũng phải nói thật là mình làm nghề gỗ từ năm 89 đến giờ. Dạ. Cũng ít nhiều cũng được hơn 30 năm rồi. Vâng vâng. Thì nên là mình cũng muốn làm cho cái căn nhà của mình nó có một cái gì đó mang dấu ấn về kỷ niệm cũng như là ngành dọc của mình. Dạ dạ. Đấy, thì như các bạn biết đấy, thì trong ngôi nhà của mình thì nó có một số chi tiết, rồi mình sẽ từ từ rồi sẽ giới thiệu dạ, với mọi người. Thứ nhất là đầu tiên khi vào khuôn viên thì có mình có làm hai ông cóc vâng. tượng trưng cho sự tiếp đón mọi người. Vâng, bên sảnh trái của sảnh trái của ngôi nhà. Và đặc biệt là gỗ trong nội thất nhà mình thì là dùng bằng gỗ cẩm lai. Vâng, một loại gỗ một quý, loại gỗ rất là quý đấy. Rất là tốt. Vâng. Thứ hai nữa là nói về phong thủy thì mình có chơi ở bên ngoài của ngôi nhà, đây là chữ Đức. Đấy, báo cáo với các bạn, đây là chữ Đức. Và bên trong của mình thì mình gắn một chữ Tâm. Và đây là chữ Tâm. Dạ dạ. Thế còn trung gian của ngôi nhà tượng trưng cho phòng khách của mình thì mình để chữ Phúc. Vâng vâng. Vì những cái tâm niệm của con người ta thì nó sẽ luôn luôn để hàng ngày và hàng giờ là mình ở trong cái căn nhà, cũng như là mình được nhìn thấy những cái chữ đó thì trong công việc vâng. cũng như là trong cuộc sống xã hội mình cũng luôn làm những cái việc như các cái việc mà mình đã làm những cái chữ để vâng. mà mình dùng cho hàng ngày. Vâng. Anh Nam có thể chia sẻ cho tất cả khán giả được biết là cái thời gian để mình cắt xẻ gỗ này và thời gian để hoàn thiện tất cả các chi tiết gỗ trong nhà mình là hết thời gian khoảng bao lâu không ạ? Từ khi mình khởi công thì là vào năm 2014. Dạ. Thì đến khi mà mình hoàn thiện xong ngôi nhà là trong vòng 3 năm. Vâng, 3 năm. Cái thời gian 3 năm đó thì mình làm toàn bộ các công việc liên hoàn với nhau. Dạ. Chứ không phải mình làm xong từ việc A mình làm đến việc B. Vâng. Có nghĩa là cái khâu chuẩn bị gỗ là mình cũng phải chuẩn bị ít nhất là trước 1 năm. Dạ, vâng, vâng. Xẻ sấy gỗ xong. Và mình khi mà mình sấy xong thì mình phải để cho gỗ nó hồi. Vâng. Khoảng độ 1 năm sau thì mình bắt đầu làm. Đây, mọi người có thể thấy cái gỗ cẩm lai này nó rất là mịn, sau 6 năm vân nó rất là đẹp. Chỉ có những ông chủ gỗ và những tay chơi gỗ thì mới chọn được những cái tấm gỗ đẹp như này. 6 năm mà gỗ rất là đẹp.
mịn này, không có bị nứt này và không có hiện tượng gì của thời gian luôn. Bản thân đây là một tấm gỗ to và những cái cây gỗ rất là to. Khi tôi xẻ cái cây gỗ ra là tôi phải chọn những cái cây gỗ to lắm, đường kính là tầm trên 1 mét đến 1,5 mét. Dạ vâng. Xẻ ra và pha lên là đến sau 6 năm tôi làm hiện tại là gần như không có một chút gì gọi là co ngót cả. Vâng, không có dấu hiệu của thời gian luôn mọi người ạ. Đấy. Không có vết nứt răm này, không có hiện tượng co ngót của gỗ tự nhiên luôn. Vâng. Và các chi tiết gỗ đều nhau. Dạ vâng. Lý do là mình xẻ bằng một cây gỗ to. Vâng. À, đúng pha rồi. Ra nó vâng. thành cái gỗ nhỏ. Vâng. Đấy, thật với các bạn này như thế. Nếu mà để chơi gỗ thì không phải, thứ nhất là anh em phải có xác định, phải có thời gian và phải có tài chính. Đương nhiên rồi. Dạ vâng. Vâng. Đôi đèn chùm của nhà mình đây em thấy rất là đẹp và cái rất hợp với cái nội thất của nhà mình, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người là đôi đèn chùm này là mình đặt ở đâu và cái thời gian để mình là treo lên là như thế nào anh? À, các bạn khán giả trên truyền hình, là thực sự là mình làm ngôi nhà thì mình làm đến chi tiết nào thì mình cũng đều có sự tính toán kỹ. Dạ, vâng, vâng. Và có một cái thời gian để đi thẩm định rồi thì phê duyệt rất là kỹ lưỡng để cho nó đến khi gắn vào rồi là nó phải được ưng ý nhất. Ưng ý nhất đúng không? Vâng. Vâng. Đấy, thì thực sự là cái này là hàng này là hàng của đèn chùm của Ba Tư. Ba Tư ạ. Dạ, vâng. Và mạ vàng. Vâng. Cái chi tiết trên các cái chiếu em thấy là mình đang này là các chi tiết này là chống đồng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Nội dung là tại sao nó là chống đồng, bởi vì xuất phát từ người con của gốc Việt. Dạ, dạ vâng. Cái tân cổ điển thì bao gồm thường thường thì nó phải có cái cổ điển của ta là xuất phát từ chống đồng, đời cha đời ông. Dạ vâng. Cũng như là cái họa tiết hoa văn để đi đến những các cái bố cục cho ngôi vâng. nhà. Em thấy tất cả cái hệ thống đèn của nhà mình, kể cả những đèn trang trí ở các cái vâng. khu vực cột đây cũng rất đó, là đồng bộ. Nó là đồng bộ đấy ạ. Đèn chùm của mình tất đúng cả đều cùng một đúng rồi. Màu tất cả sắc các luôn. Cái chi tiết này là đều được cùng đồng bộ đấy. Vâng. Vâng. Và tôi cũng, ngôi nhà của tôi cũng phối hai màu chính thôi, tức là có một số cái bộ bàn ghế mun vâng. và kệ thì tôi làm bằng gỗ mun ta. Vâng. Vâng. Mun này là mun ta. Vâng. Cái mun này em thấy loại này là thấy anh em nó chia sẻ là loại này là nó nặng lắm đúng không anh? Vâng. Phải nói là nó nặng như sắt đấy ạ. Không có cái gì vâng. nay được anh em ạ. Vâng. Anh em đào cụ vào hộ tôi tay, hai anh em thử nhấc xem nào. Có nhấc được không? À, nó nặng như sắt luôn đấy. Vâng, đây để em thử phát xem. Không được anh em ạ. Hai anh em thanh niên mà không nhấc được cái chân nó lên. Nặng quá. Vâng. Không, nặng lắm. Vâng, đúng là nặng như sắt thật. Mà thấy cái gỗ này là hình như là càng mình càng dùng là nó càng bóng luôn. Đúng rồi. Chỗ mà để tay của các bạn thì vâng. nó bóng như sừng luôn. Vâng. Đấy. Thế này cứ phải bóng lắm. Cứ phải mời anh em đến gọi là xoa xoa nhiều vào đúng không anh? Vâng. Đây, cái này càng dùng càng bóng, vâng. càng để càng có giá trị. Anh em cứ xoa nhiều à. Đây, chủ nhà khuyến khích xoa bóp. Vâng. Đến rồi cho nó bóng cái gỗ. Vâng. Cái cảnh quan ngôi nhà thì trong cái nội thất thì em thấy anh bố trí rất là hợp lý và khoa học. Thì các cái này là đều là giấy dán này là nhập khẩu châu Âu đúng không anh? Vâng. Chi tiết giấy dán tường. Vâng. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người là mình bố trí tại sao mình bố trí như này? Thực sự mà nói là trong một ngôi nhà thì nó có rất là nhiều chi tiết để mà mình làm cho phù hợp. Tất nhiên là không một ngôi nhà nào giống một ngôi nhà nào. Vâng, vâng. Anh có thể cùng một cái kích thước, thước hình dạng nhưng mà hai ông chủ có thể là bày biện cái ngôi nhà nó sẽ khác nhau. Dạ, và vâng. sẽ có cái hai cái cách nhìn khác nhau. Dạ vâng. Nên khi tôi làm nhà thì tôi là gỗ thật nhưng mà ngược lại tôi cũng phải làm sao để cho nó phù hợp. Vâng. Tại sao tôi không dán toàn bộ là cái bức tường này bằng gỗ vâng. mà tôi phải phối cảnh để cho nó nhìn làm sao nó phải phù hợp và vâng. nó không bị chán mắt. Dạ vâng. Cũng như là khi mình mua đến các cái chi tiết họa tiết đặc vâng. biệt là ví dụ như cái bàn này chẳng hạn. Vâng. Nó đi với cái màu cái uống nước màu đi, phải đi với cái bàn này. Dạ vâng. Chứ không thể cái bàn này nó lại đi với cái bàn đỏ được. Dạ cũng vâng. như là cái ấm bộ ấm chén chẳng hạn. Dạ vâng. Đấy,
nó cũng phải đi với nhau, hoặc là cái này chẳng hạn, vâng, cũng đều phải đi với nhau. Anh Nam anh rất thích thưởng thức trà, vâng, nên mọi người có thể thấy cái bộ ấm trà của anh rất là tỉ mỉ, vâng, và công phu. Đây, thế này là tất cả hệ thống tầng 1 của mình là đều dùng cái điều hòa tổng này đúng không anh? Vâng. Để làm mát cho cả ngôi nhà anh em ạ. Đúng rồi. Cái điều hòa tổng này là mình phải làm trong cái lúc mà mình làm nội thất. Vâng. Mình phải gắn cái đó lên trước và làm tiếp cái phần, vâng, nội thất để dạ, cho vâng, nó phù hợp. Bởi vì thực sự là điều hòa mà gắn ở đây cực kỳ khó. Dạ vâng. Em thấy hai bên là đang có cái hai cái bức ảnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới của anh chị đúng không ạ? Dạ vâng. Ừ, em đúng thấy rồi. Em rất là ngưỡng mộ anh chị 30 năm mà tình cảm vẫn là như anh em thanh niên bọn em ạ. Vâng. Rất là mặn nồng. Năm 2021 là chúng tôi được 35 ngày cưới, vâng, và cũng là có một cái chuyến đi du lịch, chúng tôi đã kỷ niệm ngày cưới đó ở tại Đà Lạt. Dạ vâng. Vâng. Ủa, còn bên này thì đấy là cái bức tranh này là anh chụp trong cái dịp nào đấy anh? À vâng, cũng là rất là vinh hạnh báo cáo khán giả là vừa rồi, vâng, thì cũng rất là vinh dự cho chúng tôi được đón bác Nguyễn Xuân Phúc. Dạ vâng. Vì chúng tôi đại diện cho họ Trần, dạ, họ vâng, Trần của Đan Phượng cũng như họ Trần của Việt Nam. Dạ vâng. Được tiếp đón bác Phúc tại bác về dâng hương tại đền An Thịnh của xã Thọ An ngày 9 tháng 2 năm 2022. Dạ vâng ạ. Vâng. Thì... Thế còn em thấy một cái bức tranh bên này của mình là cái ý nghĩa của bức này là như nào đấy anh? Với khán giả là cái này là một bức tranh của đôi đũa tượng trưng cho cặp vợ chồng. Dạ, và à, được vâng, một người bạn của vợ mình ngưỡng mộ và bạn đấy xuất phát từ đó bạn ấy tặng. À đấy ạ, dạ vâng, vâng. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Vâng. Tình cảm của anh chị 30 năm ngày cưới mà rất là mặn nồng, rất để anh em trẻ chúng ta nói theo ạ. Vâng. Tiếp theo mời Hưng Martin cùng toàn thể khán giả vào thăm cái khu nhà bếp nhà mình. Dạ vâng. Ồ, đúng là nhà ông chủ gỗ anh em ạ. Trong bếp cũng toàn gỗ là gỗ thôi ạ. Vâng, chia sẻ với mọi người là mình cũng rất là thích cái căn bếp này. Dạ vâng. Bởi lý do mình phải tách toàn bộ cái khu bếp này với ngôi nhà. Thứ nhất là đây là cửa thông ra phòng khách. Ừ. Thì cũng đã được mình tách biệt. Rồi. Và đây là cửa nhà mình thì đặc biệt toàn bộ cửa nhà là đều có gioăng riêng. Chống để chống ồn, ồn và chống va đập. Đây. Cửa toàn bộ nhà là vậy. Anh Nam rất là cẩn thận thưa mọi người. Thứ hai nữa là gian bếp nhà mình là nó có hai cửa. Cửa là sổ và cửa chính. Vâng. Cửa sổ thì là thoát mùi và cửa chính lấy gió. Và đây là bếp, có nghĩa là căn bếp nhà mình là luôn luôn thông thoáng. Vâng. Vâng. Nên khi có khách khứa rồi ăn uống cái thứ đây là nó không liên quan gì đến phòng khách và toàn bộ ngôi nhà. Vâng. Cả. Vâng. Tất cả đều là gỗ cẩm lai hết anh ạ. Vâng. Ủa đây cái bộ ghế này anh ạ, bàn này anh ạ, bàn ăn này. Bàn này là bằng gỗ đặc đấy ạ. Cẩm lai. Cẩm lai đây anh em. Chắc lắm. Vâng. Khi mình vào cái ngôi nhà là vào bếp thôi nhưng mà đặc biệt là không có dạ, cái gì mang tính chất là mùi vị nó xông hoặc là nó bị ấy. Vâng. Tất cả đều được xử lý theo một cái dữ kiện lúc ban đầu là mình dạ, đã tính toán hết rồi. Vâng. Mời tất cả anh em tiếp tục đi tham quan dạ, mời anh em không gian của ngôi nhà. Anh mời Hưng Martin ra không gian, ra thăm không gian mà anh ưng ý nhất của dạ, ngôi nhà. Vâng ạ, vâng. Ôi chà, cái bàn đẹp quá anh ạ. Bây giờ cái bàn này là gỗ gì đây anh? Cái này là bằng gỗ mun. Dạ vâng. Vâng. Mun này là mun hoa đúng không anh? Mun hoa. Dạ vâng. Anh em có thấy một tấm phản rất là dày này. Vâng. Chắc phải cỡ 15 đây anh em ạ. Vâng. Rất là dày. Bây giờ anh mời Hưng. Đây đúng là không gian của anh em phái mạnh rồi anh ạ. Mời đi tiểu bàn. Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Đây, anh quay phim muốn để cho mọi người thấy cái khu vực rượu của anh Nam rất là đẹp. Và không gian lý tưởng của cánh mày râu anh em mình tập trung đấy. Đủ hết các thương hiệu này, Chivas 25 này, Chivas 18 này. Rượu này còn có cả rượu của mua theo 5 con giáp này, con rồng này, cá chép này, kệ rượu vang này. Em ơi, mời em đi đi. Đúng là rượu ngon, chỉ để đãi bạn hiền thôi anh em ạ. Vâng, chúc sức khỏe anh. Vâng, em mời anh, chúc sức khỏe anh và gia đình. Và ngon quá anh em ạ. Mày ăn đúng hoa quả. Dạ vâng, em mời anh. Đây đúng là không gian lý tưởng của anh em bạn bè thân thiết rồi mọi người ơi. Đấy, chỉ có anh em bạn bè thân thiết là anh Nam anh ấy tiếp đãi riêng ở cái khu vực này. Rất là tuyệt vời. Không gian rất là đẹp. Bạn có cảm giác như vào nhà anh ấy. Dạ. Nó có hai việc. Việc thứ nhất là khi không gian ấy. Dạ. Này em đi đến đâu cũng không bị nó bị kịch. Dạ, không bị vướng đúng không ạ? Không bị vướng. Vâng. Rất là thoáng. Em có cảm giác vậy không? Dạ vâng, em thấy thứ nhà. Thứ hai là trong vào ngôi nhà cảm thấy nó không bị thiếu không khí. Dạ vâng. Lúc nào cũng rất là thoáng mà mát. Cái đấy nó là bí mật của mình đấy. Dạ vâng, bí mật đấy thì để năn anh Nam có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Vâng. Uống đi, xong thì ta đi tiếp. Và ngon quá. Bây giờ mời em tiếp theo là đi thăm tiếp tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. Dạ nhé. Vâng, mời tất cả anh em. Wow, cầu thang của nhà anh Nam to, rộng, đẹp quá anh em ạ. Anh có thể chia sẻ cho mọi người cái ý tưởng thiết kế cái cầu thang này được không ạ? Em có thấy cái điều gì khác biệt ở cầu thang này không? Em thấy đa phần cầu thang của mọi người là thứ nhất là cái diện tích nó không được rộng như này. Thứ hai là đa số là đều làm cái hình theo kiểu hình rích rắc hoặc là hình vuông chứ không làm theo kiểu hình uốn tròn và chi tiết như của anh đâu. Đúng rồi. Bởi vì cái điều đầu tiên ấy là muốn có một cái cầu thang mà nó thoáng và đẹp thì đặc biệt là nó phải có hai cái làn tay. Vâng. Hai làn tay này cộng với cái khuôn viên của mình là nó phải được rộng. Vâng. Và nó phải đủ điều kiện. Vâng. Bởi vì cái điều đầu tiên anh muốn đẹp. Dạ vâng. Thì đương nhiên là anh phải cấu thành đủ các yếu tố. Dạ vâng. Thứ nhất là về mặt bằng, thứ hai là về công năng, thứ ba là tiện ích. Dạ vâng. Nên anh muốn làm một cái cầu thang nó vừa thoáng và nó vừa lấy gió vừa thông khí. Dạ vâng vâng. Nên là tại sao anh lấy là khi cái cầu thang của nhà ấy là em thấy biết là nó rất rộng. Dạ vâng. Cái khuôn viên ở giữa này cũng rộng lắm. Dạ vâng. Chứ không phải là như bình thường. Dạ, như vâng. Nhà bình thường em thừa biết là cái nó khe nó chỉ khoảng 20 đúng 20 rồi. Đến 30 thôi. Đúng rồi. Vâng. Nhưng đây là phải khe hơn 1 mét. Vâng. Cái này thì em có thể liên tưởng đến một cái sảnh cầu thang của cái khách sạn. Vâng. Khách sạn 5 sao đấy. Đúng rồi. Vâng. Thế thì mình làm gia tư thôi nhưng mà vâng. Mình lại rất là thích ở vâng. Cái hai cái thoáng khí này. Dạ vâng. Bởi vì gió là mình lấy từ dưới lên. Vâng. Và nó sẽ được đẩy từ trên này. Đấy. Bạn có thấy là ngôi nhà tớ ấy, thì đặc biệt là chỗ nào cũng đủ ánh sáng. Dạ vâng. Ánh sáng ở khắp bốn hướng. Đúng không?
Tất cả cầu thang này là mình đều là gỗ của lim ta đúng không anh? Lim Việt. Vâng, lim Việt Nam. Lim Việt hết. Vâng. Đấy, bạn đi đến bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà tớ cũng đều có ánh sáng. Dạ vâng. Phòng nào cũng đủ ánh sáng vâng. hết. Đấy. Đây, tất cả tầng 2 này. Tầng 2 thì làm bằng sàn bằng gỗ vâng. lim hết. Sàn gỗ hết này. Vâng. Rất là mát về mùa hè và ấm về mùa đông đây tất cả mọi vâng. người. Đấy. Thế còn đây là cái sảnh chờ đúng không anh? Sảnh chờ. Đây là cái máy đây gọi để... sảnh chờ, đây là gọi là khu tập thể dục. Vâng. Còn đây, đây. Là sảnh chờ rất là rộng này. Một cái máy tập thể dục này thỉnh thoảng chiều chiều hôm nào thế là vâng. anh chị có thể tập thể dục. Hôm nào mưa gió mà thời tiết không đẹp thì tập tại nhà. Vâng. Còn nhà mình thì tầng 2 có 3 phòng. Dạ vâng. Còn đây là phòng ngủ của các con. Vâng. Đây là phòng ngủ của vâng. hai vợ chồng. Cảnh quan rất là thoáng và rất là rộng. Vâng. Trong nhà của anh Nam thì có một căn phòng rất là đẹp và bí mật và Hưng rất là ấn tượng. Thì mọi người muốn biết căn phòng đấy thì xin mời tất cả anh em cùng theo chân chúng tôi đi lên trên tầng 3. Vâng. Thứ nhất là về sảnh. Dạ vâng. Vì tôi là thiên về cái không gian chung. Dạ vâng. Bởi vì muốn vào được một ngôi nhà để mà nó thoáng và ấy thì mình phải có một cái không gian chung nó rất là rộng. Dạ vâng. Nó gần như là cái hệ thống giao thông của dạ vâng. Của... vâng. Bạn cứ tưởng tượng xem, bạn vào một ngôi nhà mà nó có một cái hệ thống giao thông như này và có một cái khuôn viên để mà lấy ánh sáng, lấy gió. Vâng. Thì là để cho nó nhà nó cái khí vào nó phải khí ra được đúng thoáng. Rồi đúng vâng. rồi. Và đấy. Tất cả tầng 3 cũng đều là dát gỗ nền hết anh em nhé. Vâng. Lim ta đấy, lim Việt Nam đấy. Đấy, bật mí với các bạn đây này. Chính nó là cái này là cái mà thông gió ra đây. Vâng. Đây là thoát hơi từ trong nhà ra ngoài đây. Đấy. Lấy hơi vào và cho không khí ra. Đấy, 8 cái lỗ này là 8 cái lỗ là vâng. hơi ra đấy bạn. Dạ vâng. Đến khi vào trong nhà là bạn có cảm giác như ở ngoài trời. Dạ vâng. Lúc nào cũng thoáng và không khí trong lành. Đấy, 8 cái lỗ lên. Vâng. Đấy, để thiết kế được một ngôi nhà ưng ý thì chắc là anh Nam cũng phải lên ý tưởng và mất tương đối là nhiều tâm huyết vào ngôi nhà này đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Đấy. Thế còn nhà mình tầng 2, tầng 3 thì mình chỉ làm phong cách như vậy thôi. Trần kiểu Tây thôi. Vâng. Đấy. Mời Hưng Martin vào thăm phòng thờ nhà mình. Vâng, thưa tất cả anh em, đây là cái căn phòng bí mật mà tôi vừa giới thiệu với anh em. Khi tất cả mọi người, khi một doanh nhân hay một người bình thường khi đã thành công thì ai cũng sẽ nhớ về cội nguồn. Và cái phòng thờ bao giờ cũng là nơi chứa rất là nhiều tâm huyết của các gia chủ. Thì anh em có thể thấy một cái phòng thờ rất là đẹp của anh Nam. Anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cái phòng thờ này mình làm chi tiết như nào. Anh nhờ chia sẻ với tất cả mọi người. Thì khán giả là chia sẻ với khán giả là cây thì có cội mà người thì có nguồn. Nội dung là mình cũng muốn làm cái phòng thờ để thờ cúng tổ tiên. Dạ vâng. Dù sao chúng ta là con lạc cháu hồng. Dạ vâng. Nên tuy cái không gian nó hẹp nhưng mà mình cũng làm đầy đủ. Dạ vâng. Các cái gia phong nghi lễ của các cụ. Dạ vâng. Của nhà mình. Cái tất ít cả nhiều. Cái phòng này là anh đều là ốp cái gỗ này là gỗ gì đây anh? Cái gỗ này chia sẻ với em đây là cái gỗ mun. Vâng. Mun hoa da báo vâng. của La Phi thôi. À đấy ạ vâng. Vâng. Ốp gỗ thì cả cái tất cả cái phòng thờ này đều ốp gỗ cho cái không gian nó ấm cúng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Cái phòng thờ thì theo phong cách cổ và sơn son thiếp vàng vâng. luôn ấy. Tất cả hành phi câu đối án gian là mình là đều là sơn son thiếp vàng hết vâng. cho cái không gian nó ấm cúng và nó nhìn nó linh thiêng. Đúng rồi. Cái phòng thờ của anh em thấy cũng rất là thoáng. Vâng. Đúng rồi. Bởi vì các bố cục này đều có sự tính toán cả. Dạ vâng. Để làm sao nó vừa đầy đủ vừa ý nghĩa và nó không mang tính chất gò bó ép buộc. Yeah. Vâng. Tất cả đồ thờ của anh em thấy đây, tất cả kể cả lộc bình đây cũng rất là đẹp này, to đẹp này. Tất cả cái này là mình đều là
Men này là của Bát Tràng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng, tất cả đồ thờ. Cái này là men của Bát Tràng. Vâng. Tất cả các chi tiết đều rất là đẹp. Vâng, tất cả cái này cũng là đều sàn gỗ của Linta hết đây. Cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi chương trình video của kênh Sơn Martin Việt Nam. Em cảm ơn anh và gia đình. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và sự nghiệp kinh doanh của mình thì ngày càng thuận lợi. Vâng, em cảm ơn anh. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của Sơn Martin Việt Nam. Mọi người hãy bấm like, share và subscribe video để ủng hộ cho kênh của Sơn Martin Việt Nam ngày càng phát triển và có những video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.